Hello hello hello, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Trong các video lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều những bộ PC gaming có những cái mức giá khác nhau, từ trung cấp cũng có mà cao cấp cũng có cả luôn. Thế nhưng mà trong video này thì mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn một bộ PC workstation có chuyên để làm việc cũng như là đặc biệt dành cho các em nào đang trong cái lĩnh vực là thiết kế đồ họa này, dựng phim hay là edit video. Và xin giới thiệu một chút, bộ PC này đến từ nhà AMD. Và nếu như anh em đang là fan của đội đỏ thì xin chúc mừng, đây là video này do em rồi. Còn nếu như anh em là fan của đội xanh thì cũng đừng rời khỏi màn hình, vì các bạn hãy ở lại để cùng xem là đội đỏ sẽ làm được những gì nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Thể thiết kế bên ngoài thì bộ PC này được build trên vỏ cây Zosbo UMX4 Black, bộ vỏ cây sang trọng với mặt nhôm nhám đen ở mặt trước, hai mặt kính ở hai bên hông, sâu toàn bộ linh kiện bên trong bộ máy. Mặt vỏ nhám này thì được làm khá tinh tế, và nếu như có thể liên tưởng thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới thiết kế mặt nhám nhôm đến từ các sản phẩm PC của Apple. Cổng kết nối được đặt lên phía mặt trước thì khi anh em cắm USB hay là các thiết bị khác đều rất là tiện lợi. Bản thân mình thì cũng vẫn ưng thiết kế cổng kết nối ở mặt trước như thế này thay vì là ở trên nóc của bộ cây. Ở đây bao gồm có nút nguồn, jack cắm 3.5mm, mic, hai cổng USB 3.0 và hai cổng USB 2.0. Vì đây là bộ PC AMD nên là chip của bộ máy này được chọn là Ryzen 9 3900X với 12x24 luồng. Nhưng công việc xử lý cho các máy workstation như là edit, render hay là thiết kế đồ họa thì việc chip xử lý có số nhân số luồng cao là rất quan trọng. 3900X thì đã đánh bại 9900K ngay tại thời điểm ra mắt và được mệnh danh là em chip có mức giá và hiệu năng tốt nhất dành cho công việc lẫn cả chơi game như là giải trí. Trong tất cả những bài benchmark thiên về công việc thì với ưu thế rằng có số nhân nhiều hơn đã khiến cho AMD Ryzen 9 3900X có cái kết quả vượt trội hơn đáng kể so với lại Intel Core 9 9900. Và để đi cùng em chip này thì chúng ta sẽ kết hợp với một em main đến từ Gigabyte Aorus B550. Em main này thì không còn xa lạ gì với những anh em là fan của AMD rồi phải không nào? Và để nói qua một chút thì đây là một em main MATX có thiết kế đẹp, hỗ trợ cho các dòng chip AMD Gen 3, nhiều cổng cắm và kết nối đa dạng, và cũng như là công nghệ tích hợp mới nhất đến từ Gigabyte. Tiết RAM ở đây thì sẽ là Zscaler Trident Z Neo 32GB. Cả màn hình sẽ là Sapphire Nitro Blood Orce Radeon RX 5700XT. Và với em card này thì ngay từ khi mới ra mắt, anh em đã thấy được về độ đẹp cũng như là hiệu năng cực khủng của em nó mang lại. Và lát nữa thôi, khi mà kết hợp cùng với lại 3900X thì anh em sẽ thấy được rằng bộ đôi này chính là một bộ đôi hoàn hảo khi mà anh em nó có thể cân tất cả những cái bài test với một cái điểm số làm hài lòng rất rất nhiều những anh em đang muốn build một bộ PC workstation kể cho là những cái yêu cầu khắt khe nhất. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là SSD Kingston KC2500 500GB, và đi cùng với đó sẽ là ổ cứng SSD WD Blue 500GB để cho anh em có thể lưu trữ file thô của những viết nặng và project. Nguồn FSB Hydro Z Pro 750W cung cấp nguồn điện ổn định và thoải mái sử dụng cho cả hệ thống. Cuối cùng là tản nhiệt khí Discool Gamer Storm, đi cùng với bộ cây này thì sẽ rất hợp với đèn LED RGB cách điệu ở chữ X ngay chính giữa và hiệu năng tản nhiệt tốt. Theo mình thì với bộ máy này, anh em nên cân nhắc lựa chọn thêm quạt tản nhiệt ở phía trên nóc cũng như là ở phần dưới đáy để có thể có cái hiệu năng tản nhiệt tốt hơn. Bởi vì với một bộ máy workstation thì khi mà chúng ta làm việc nặng ấy, cái việc tản nhiệt là vô cùng quan trọng có phải không nào? Thế nhưng mà ở phần này thì mình sẽ xin phép được dành lại cho anh em để có thể build theo tùy ý thích của mình. Và hiện tại thì tại Hà Nội Computer đang có rất nhiều những cái loại quạt tản nhiệt khác nhau. Anh em có thể click vào link website để tùy ý và lựa chọn cũng như tham khảo nhé. Và dài dòng nhiêu đấy là đủ rồi. Bây giờ không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đi đến với phần là test hiệu năng để xem bộ máy này ngoài cái việc mà đã tốt nước sơn rồi thì có tốt gỗ không nhé. Bắt đầu thôi. We'll be right back.
máy này thì anh em sẽ phải bỏ ra số tiền là 48.400.000 đồng. Và đây có lẽ là mức giá mình thấy đủ để em có thể sở hữu một bộ workstation với cấu hình cao cũng như là ngoại hình đẹp. Và vừa rồi là tất cả những gì đánh giá của mình về bộ máy workstation ngày hôm nay. Còn anh em thì sao? Anh em có những ý kiến như thế nào thì có thể cùng comment xuống phía bên dưới để cho mọi người và chúng mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì video của đến đây là hết rồi. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh, cũng như là nhấn quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!